Ngày 7 tháng 7, báo Dân trí phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền trên 300 triệu đồng được quyên góp từ bạn đọc báo Dân trí cho gia đình chị La Thị Thơ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Bản Hóa, xã Điểm Mặc. Hoàn cảnh của gia đình chị La Thị Thơ rất khó khăn, gia đình chỉ có hai mẹ con nhưng đều mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân chị Thơ bị tim bẩm sinh, con trai của chị bị mắc bệnh máu trắng bẩm sinh. Hiện nay đang ở nhờ ông bà ngoại, mọi nguồn thu đều dựa vào công việc chị làm thuê. Hiện nay sức khỏe của hai mẹ con chị Thơ vẫn chưa được ổn định, bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào. Việc điều trị bệnh của hai mẹ con chị sẽ còn kéo dài nên gia đình rất khó khăn. Đón nhận số tiền lớn của bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ, chị La Thị Thơ rất xúc động, chân thành cảm ơn báo dân trí, cảm ơn đến tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ hai mẹ con chị. Mong muốn của hai mẹ con chị Thơ là có một ngôi nhà vững chắc cho hai mẹ con có nơi ở ổn định và có tiền để tiếp tục đi khám và điều trị bệnh.